Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan tới điện ảnh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, đoàn phim Kiều đã có chuyến khảo sát bối cảnh lần cuối trước khi phim chính thức bấm máy vào tháng 4 sắp tới và dự kiến ra mắt phim vào tháng 11 năm nay. Thi phẩm truyện Kiều dưới ngòi phút bút của Nguyễn Du là một kiệt tác ở cả cảnh và người. Một trong những điều giúp tăng thêm tính thi vị và giá trị cho truyện Kiều chính là nằm ở nghệ thuật miêu tả cảnh hữu sắc, hữu hương với mong muốn làm nên một tác phẩm nghệ thuật mang những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ độc đáo chưa từng hoặc là ít xuất hiện trên các bộ phim trước đây đồng thời giới thiệu tới người dân việt nam nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung những cảnh đẹp quê hương xứ sở việc tả cảnh thực từ thi phẩm văn học kinh điển chuyển thể sang màn ảnh rộng sẽ là một thách thức lớn đối với ekip sản xuất phim kiều Ekip sản xuất đã có hành trình dài hơn 2.000 km từ miền Bắc về miền Trung đến những nơi vách núi treo leo, rừng sơ hun hút, thác nước hoang sơ để chọn bối cảnh phim Kiều. Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, phim Kiều sẽ được bấm máy tại Huế, Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Bình và Phú Thọ, trong đó 70% bối cảnh được quay tại Huế thêm một lần nữa kiều và truyện kiều của đại thi hào Nguyễn Du lại được đưa vào các cái tác phẩm à, à, nghệ thuật ở thời đương đại của chúng ta. À, trong tết vừa rồi thì quý vị và các bạn khán giả tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đều đều à, vẫn đáng nhớ đó là ba cái vở kịch đưa nhân vật Kiều và các câu chuyện xung quanh Kiều lên sân khấu kịch. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi tác phẩm của nhà sản xuất Mai tu Huyền và đạo diễn Nguyễn Lăng Vi và hy vọng sẽ à, tái hiện được đúng cái tinh thần của Kiều của một cái tác phẩm à, được xem là kinh điển của văn học Việt Nam.